Kính thưa quý khán giả, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động tại bãi rác số 8 thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là bãi rác nằm trong tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Hiện tại thì các nhân công đang tất bật di dời bãi rác để sớm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31 tháng 12. Bãi rác này có diện tích 4,3 ha với tổng khối lượng rác trên 162.000 tấn. Việc di dời bãi rác đã được Ủy ban nhân dân quận Cái Răng phê duyệt thiết kế và dự toán. Với diện tích bãi rác cần được di dời là 1,95 ha, kinh phí là 13,08 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Ông Nguyễn Thanh Tùng, đại diện đơn vị thi công di dời bãi rác số 8 thông tin, trong những ngày vừa qua, đơn vị đã thực hiện phát quang trên 90% mặt bằng, vừa thi công bốc dỡ khối lượng rác, vừa kiểm tra đánh giá hiện trạng. Mình coi cái mức độ tình hình độ quay mục của rác thế nào, rồi mới đánh giá từ từ, rồi vừa làm vừa đánh giá. Chứ bây giờ hiện cái bãi rác cũng hiện hữu cũng mấy chục năm rồi, thì cũng cố gắng để cho nó tối thiểu nhất cái ảnh hưởng đến môi trường. Đó là cơ bản của đơn vị. Theo ông Lê Chí Hiếu, chuyên viên Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, khi xử lý bãi rác cần phải đào sâu từ 7 đến 8 mét. Trong quá trình đào phát sinh mùi hôi, do đó sẽ có các biện pháp xử lý mùi hôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong quá trình mà mình đào vét đi như vậy đó thì nó sẽ có phát sinh cái mùi hôi. Thì trong cái hồ sơ được duyệt thì cũng có cái phần chế phẩm vi sinh để mà xử lý cái mùi hôi cũng như là hạn chế cái côn trùng. Thì ngoài ra thì trong quá trình đào đó thì cũng phát sinh cái nước kỹ vét. Thì nước kỹ vét này thì trong cái hồ sơ được duyệt đó thì nó cũng có là cái công tác xúc đi để mà hút đi để mà tới cái địa điểm mà có chức năng để mà xử lý. Trong quá trình thi công thì có là làm cái hàng rào tạm bằng tôn bao xung quanh cái bãi rác thì để bảo vệ phạm vi thi công, không cho cái người lạ gây vào. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, đến nay mặt bằng toàn dự án cơ bản đã xong, chỉ còn 200 mét ở Cần Thơ do vướng bãi rác, dự kiến sẽ di dời xong trong tháng 12. Sau khi thực hiện việc di dời khối lượng rác đoạn chồng lấn với đường cao tốc, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ sẽ lập dự án di dời, xử lý toàn bộ bãi rác số 8.